Xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi Đáp Bác sĩ Sinh Sản được phát trên kênh YouTube và fanpage chính thức của tôi, bác sĩ Phạm Quang Nhật. Kính thưa quý vị và các bạn, những video ngắn của tôi được phát chỉ để cung cấp kiến thức y khoa thường thức, không nhằm mục đích thay thế việc chẩn đoán và điều trị cũng như quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. Kính thưa quý vị và các bạn, chủ đề hôm nay tôi sẽ trả lời chứng khô hạn ở phụ nữ hoặc khô âm đạo có gây vô sinh hay không. Chứng khô hạn hay còn gọi là khô âm đạo, đó là một hiện tượng bùng kính giảm tiết hoặc không tiết chất nhầy. Khô hạn gây cảm giác khô rát cho người phụ nữ mỗi khi quan hệ, đồng thời làm giảm đi khoái cảm tình dục cho hai vợ chồng. Đặc biệt, khô âm đạo sẽ làm tăng cái khả năng mắc và lây nhiễm các bệnh lý về phụ khoa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và cuộc sống tình dục cũng như hạnh phúc gia đình của người phụ nữ. Tại sao chị em bị khô âm đạo? Một con số đáng kinh ngạc, tới 40% phụ nữ trên 18 tuổi từng một lần ít nhất trong đời gặp tình trạng này. Nguyên nhân vì sao? Đầu tiên là hụt rỡ âm đạo. Đây không phải là cách vệ sinh đúng cách. Việc chúng ta hụt rỡ âm đạo thường xuyên sẽ gây nguy cơ mất đi độ cân bằng và làm giảm đi vi khuẩn có lợi cho âm đạo, dẫn đến việc viêm nhiễm và khô âm đạo. Rất nhiều phụ nữ vì cảm thấy là việc ra huyết trắng có thể dẫn tới cảm giác dơ, do đó hụt rỡ âm đạo thường xuyên, và như vậy đây là hành vi sai. Thứ hai là trong quan hệ xem nhẹ việc dạo đầu. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo cảm xúc cho người phụ nữ. Khi chúng ta có màn dạo đầu hay là việc mơn trớn ban đầu sẽ làm cho tăng cái hưng phấn tình dục và giúp cho bôi trơn âm đạo, ngăn ngừa sự đau rát. Kế đến là nhiễm nấm hoặc nhiễm trùng đường âm đạo sẽ dẫn tới việc cảm giác ngứa, cảm giác nóng rát cũng như làm khô âm đạo và đau khi quan hệ. Ngoài ra thì tăng tiết dịch, tiết mùi ta sẽ làm cho người phụ nữ tự ti nếu chúng ta có nhiễm trùng. Khô âm đạo ảnh hưởng như thế nào? Trước đây thì tình trạng khô âm đạo phổ biến ở người phụ nữ tiền mãn kinh cũng như những người phụ nữ sau sanh do cái tình trạng thiếu hụt nội tiết, nhất là estrogen. Quý vị và các bạn xem biểu đồ bên dưới thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện của một cái tình trạng nội tiết thay đổi. Thì đầu tiên là ở độ tuổi 25, độ tuổi huy hoàng của người phụ nữ về nội tiết, nồng độ estrogen tăng rất cao, nằm ở gần như là ở tình trạng rất tuyệt vời. Thì như vậy ở độ tuổi từ 20 tới 25, khả năng sinh sản rất tốt, da, ngực và những cái ba vòng của chúng ta đều rất đẹp. Và buồn thay, từ ở độ tuổi 35 cho tới 50 thì estrogen bắt đầu giảm dần và giảm tới 35%. Và ở độ tuổi từ sau 55-60 trở đi thì estrogen thuộc giảm rất là nhiều các bạn ạ. Và vấn đề người phụ nữ phải đối mặt khi mà chúng ta sụt giảm estrogen đó là ngứa ở vùng kính, đau rát, mỏng rát, âm đạo, chảy máu khi quan hệ, mất hoặc giảm cảm giác khoái cảm khi quan hệ tình dục, sợ chồng chê, sợ mất tự tin trong cuộc yêu. Như vậy khô âm đạo không trực tiếp gây ra vô sinh mà hệ quả từ tác nhân dẫn đến việc giảm tần suất. Khi phụ nữ chúng ta cảm giác tự ti, không có cảm thấy là hài lòng với bản thân, và chúng ta sợ mỗi lần mà chúng ta quan hệ thì cái cảm giác đau lại tới, hoặc là cái những cái hương có mùi sẽ làm cho chúng ta không có cảm giác thoải mái, và khi đó thì cái né tránh quan hệ và dẫn tới tần suất quan hệ giảm đi thì việc thụ thai sẽ giảm đi.
Ngoài ra, một số các nhiễm trùng ở đường âm đạo có thể dẫn tới đi lên và dẫn tới nhiễm trùng ở tử cung, vòi trứng, các tác nhân như lầu cầu, chlamydia, gây dây dính ở buồng chậu hoặc là tai vòi, tắc tai vòi, và như vậy tinh trùng không thể gặp trứng để thụ thai được. Hoặc là chúng ta có thể dẫn tới một cái việc tai vòi bị hẹp bán phần, và khi trứng và tinh trùng thụ thai ở vòi trứng khi mà đi vào thì gặp cản trở, và như vậy có thể dẫn tới một tình trạng gọi là thai ngoài dạ con hay thai ngoài tử cung. Đây là một tình trạng thường gặp ở những người phụ nữ có nhiễm chlamydia. Như vậy giải pháp cách chữa trị khô âm đạo thì thật ra không khó lắm đâu các bạn ạ. Chúng ta có thể sử dụng vitamin E. Đây là một vitamin rất phổ biến, rất giàu trong các loại thức ăn như trứng, sữa, các loại thịt mẹ, đậu, nhất là đậu lăng. Bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng một cái mẹo rất là dễ làm, đó là viên vitamin E các bạn có thể mua về và các bạn có thể gọi là massage. Chúng ta dùng cái dầu hay chúng ta massage thì các bạn như mình mô tả như vậy. Thì các bạn thấy đây là một cái mô phỏng của cái đường sinh dục của người phụ nữ. Đây là cái mùi bé của người phụ nữ. Thì ở ngay đây, ở ngay vùng này chúng ta có hai cái lỗ từ hai cái tuyến tiết ra, đó gọi là tuyến Bartholin. Thì như vậy khi mà chúng ta có màng dạo đầu tốt, màng dạo đầu ở đây là có thể kích thích ở vùng âm vật ở hai bên mép của môi nhỏ hoặc môi lớn, thì tăng cái cảm giác khoái cảm. Thì như vậy nó sẽ làm cho tăng tiết ra cái tuyến Bartholin nó co thắt và nó tiết ra cái chất dịch nhờn. Và như vậy khi mà cái chúng ta quan hệ thì như vậy nó sẽ không có cảm giác đau rát. Thì khi mà chúng ta bắt đầu dần tuổi lớn lên và như vậy thì cái vùng này nó sẽ lão hóa đi. Chúng ta có thể dùng dầu lotion cũng được, nhưng tốt hơn hết dầu dưỡng ẩm hoặc là vitamin E. Các bạn có thể massage chúng ta phải buốt hai bên để cho chúng ta tạo độ ẩm cho cái vùng này Thì như vậy khi mà chúng ta có độ ẩm thì chúng ta sẽ ít bị cảm giác đau rát do ma sát nè, do khi chúng ta quan hệ nè hai các bạn nha. Điều đó nó rất là đơn giản, và quan trọng các bạn nên nhớ là phải uống đủ nước. Việc uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày hoặc 8 cốc nước, hoặc uống theo nhu cầu của cơ thể, thì như vậy nó sẽ làm cảm giác cái việc khô âm đạo sẽ bớt đi và cải thiện rất nhiều, giúp cho cái âm đạo chúng ta mềm hơn, ẩm hơn. Và việc bổ sung các thực phẩm giàu probiotics, những thực phẩm này nó sẽ giúp cân bằng pH trong âm đạo, chống lại các viêm nhiễm từ bên ngoài. Và người ta thấy rằng probiotics có rất nhiều trong sữa chua nè, các thực phẩm lên men nè, và gần đây là chúng ta có những cái súp mà gọi là súp miso á, các bạn có đi ăn ở các món ở nhà hàng Nhật Bản hay là nhà hàng Hàn Quốc thì có cái súp này gọi là súp miso hay các bạn nó giúp cho chống lại bị khô âm đạo. Ở Việt Nam chúng ta có một cái rất là hay, đó là củ cải và súp lơ trắng. Củ cải và súp lơ trắng rất phổ biến, giúp cho cung cấp nước cho cơ thể, chống cái tình trạng khô da, khô ở âm đạo, và chống tình trạng khô hạn. Như vậy rất tốt. Đó là một cái rẻ tiền các bạn có thể sử dụng gần như là hàng ngày được các bạn ạ. Ngoài ra, một trong những cái mà chúng ta thường hay gặp ở người phụ nữ, đó là việc lạm dụng vệ sinh, dung dịch vệ sinh. Thì như vậy các loại dung dịch vệ sinh cá nhân đều chứa các hóa chất, thì khi các dung dịch này có thể dẫn tới rằng là cái âm đạo có thể mất đi cái độ pH, cái độ ẩm vốn có, và mất đi những cái môi trường thuận lợi cho những vi khuẩn. Ở trong âm đạo luôn có vi khuẩn nha các bạn, những cái vi khuẩn là vi khuẩn có lợi. Thì các bạn cũng biết rằng ví dụ như trong ruột chúng ta là có vi khuẩn, thì chúng ta sử dụng kháng sinh thì chúng ta vô tình gọi là lạm dụng kháng sinh, thì chúng ta sẽ vô tình dẫn tới mất vi khuẩn đường ruột và chúng ta bị tiêu chảy. Thì một âm đạo cũng vậy, nếu các bạn lạm dụng việc sử dụng các dung dịch, hoặc chúng ta lạm dụng việc tự động đặt thuốc liên tục mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, thì các bạn sẽ vô hình các bạn làm cho mất đi những cái vi khuẩn có lợi ở trong đường âm đạo, và như vậy nó sẽ làm cho cái môi trường âm đạo không còn thuận lợi và dẫn tới rằng là niêm mạc âm đạo sẽ mỏng đi hoặc là dễ dàng bị tổn thương nha các bạn ha. Và ngoài ra, yếu tố tâm lý stress căng thẳng là một trong những cái tình trạng rất hay diễn ra ở người phụ nữ mà có khô âm đạo. Thì những người phụ nữ mà có tâm lý
nặng hoặc những cái tâm lý mà không tốt, thường xuyên cãi vã rồi không hạnh phúc, thì nó sẽ dẫn tới cái việc co thắt và làm khô âm đạo. Thì cái việc này nếu kéo dài thì sẽ dẫn tới ức chế những hormone ở trong buồng trứng, thì sẽ dẫn tới là việc khô âm đạo sẽ tái diễn liên tục. Thì nếu như chúng ta đã thực hiện các cái biện pháp như trên mà vẫn không có thành công, thì như vậy chúng ta sẽ phải tự mình lắng nghe coi cơ thể chúng ta cần gì, thiếu gì, và chính chúng ta sẽ tìm ra được là như thế nào để cho cái cơ thể chúng ta được hồi phục một phần ha các bạn ha. Chúng ta không có thể là cái lão hoàn đồng lại được ha, tất nhiên chúng ta sẽ giảm bớt đi cái tình trạng đó ha các bạn ha. Thì như vậy bác sĩ cũng nói qua ha, thứ nhất là những nguyên nhân, cách mà tự chúng ta có thể sử dụng về thực phẩm ha, về thức ăn ha và nước để chúng ta tự cân bằng lại môi trường âm đạo. Và khi mà âm đạo không bị khô hạn thì chúng ta dễ dàng quan hệ và tần suất quan hệ tăng lên, thì cái việc thụ thai sẽ tăng lên nha các bạn ha. Và việc kiểm tra phụ khoa định kỳ hàng mỗi 6 tháng là rất quan trọng đối với người phụ nữ. Ngoài các chuyện chúng ta kiểm tra coi vấn đề về ung thư ở cổ tử cung, những cái viêm nhiễm ra ha, thì chúng ta cũng thảo luận được với bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa hoặc là những bác sĩ tâm lý nếu chúng ta có tinh thần không tốt. Thì như vậy là bài nói chuyện hôm nay của bác sĩ cũng đã kết thúc. Thì mong rằng là video sẽ mang tới cho các bạn những kiến thức về sinh sản thật tốt, và các bạn sẽ có được một thai kỳ như mong muốn, một thai kỳ an vui. Quý vị và các bạn nếu có câu hỏi xin vui lòng để lại bên dưới video, cũng như nhắn tin qua Messenger fanpage cho bác sĩ Nhật. Thì những câu hỏi của quý vị và các bạn thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại và làm thành những cái video ngắn cho những cái số tiếp theo. Rất mong các bạn và quý vị gửi câu hỏi về cho tôi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Chào các bạn nha.